Chơi gì đó? Ai nói chuyện như con cá? Nè, ba hỏi nè Nam, cái này mấy cái này ai dọn xuống đây vậy? Ai đem xuống đất vậy? Hả? Nam chơi gì vậy? Mà ai dọn đồ của con xuống đất hết vậy? Nam ơi, ai dọn đồ của con xuống đất hết vậy? Quay qua cười cái coi. Nam nhớ bắt việc không? Quay qua cười cái coi, Nam nhớ bắt việc không? Chạy đua gì đó. Rồi ơi. Rồi Nam chạy đua đi. Rồi rồi, xe chạy gì đó hả? Dê dê hả? Đua gì mà đua thấy ghê vậy? Sùm quá. Đó, chơi đồ xong cái quăng vậy đó nha. Dọn đồ xuống đất cái đầu quậy vậy đó, phải không? Dọn đồ xuống đất cho có chỗ quậy à, đúng không? Rồi sao mà ba hỏi à, mấy cái kệ này đồ đồ nè dưới đây ai đem xuống hả? Mà sao tự nhiên con má bưng xuống? Ai kêu má bưng xuống? Bé nha. Rồi mà tại sao má để đồ bán mà sao má bưng xuống chi? Ai kêu má bưng xuống hả? Nam kêu ha, má tự động má bưng xuống. Nam kêu má bưng xuống để Nam lên kệ hả? Kỳ vậy, sao kỳ vậy? Nam thích ngồi trên cái kệ này lắm à. Vậy chúc cho Nam ngủ ở đây nghe, chịu không? Chịu không? Nam ngủ trên niệm mà. Vậy sao đồ bán mà cứ dọn xuống? Con dọn xuống đất rồi sao bán? Dọn xuống đất rồi sao bán? Bà hỏi nè, Nam có nhớ bắt việc không? Không luôn hả? Quên luôn hả? Chết mồ. Kỳ vậy? Chứ sao chiều chiều ai mở đèn sáng quá vậy? Chú bỏ, chú ngừng lại chú bỏ. Bữa nay chú đâu có bán dừa đâu, chú có ngừng lại rồi. Bữa nào chú có bán dừa mới có vỏ dừa, chú ngừng lại chú bỏ vô thùng. Không bỏ vô chùm. Bữa nay chú có bán dừa. Không bỏ vô chùm. Nam xạo.
Nam xạo. Nam xạo. Nam ăn cú không? Nam ăn cóc không? Nam ngoan hả? Nam ăn cú ăn cóc đi. Đó ngoan mà quăng đồ chơi vậy nè. Nè chơi xong cái quăng vậy đó ngoan. Ngoan thấy ớn à. Tối ngày cứ leo lên cái kệ.